Rồi ok, chào mừng các bạn đến với chương trình Vlog tâm sự của Duy Nguyễn. Thì Duy Nguyễn không làm mất thời gian chương trình. Hôm nay là Duy Nguyễn đi vào một cái phần quà của một cái người bạn ở bên Mỹ. Ở bên Mỹ chia sẻ cho Duy Nguyễn tại sao là Duy Nguyễn phải làm một cái video live stream để cảm ơn phần quà của người bạn này. Tại vì người bạn này là một trong những người bạn mà chưa bao giờ Duy Nguyễn gặp mặt. Duy Nguyễn cũng không biết rõ về người bạn này. Tôi với anh, đôi người xa lạ từ phương trời Việt Mỹ đã quen nhau. Thì Duy Nguyễn quen người bạn này thông qua mặt trận gọi là mặt trận phản biện chống phản động các bạn. Mặt trận phản biện rồi mặt trận này nọ, nói về những tiếng nói của những người con dân trong đất nước Việt Nam, yêu nước thương dân. Nó sẵn sàng đứng lên để phản biện những cái sai trái của những cái thế lực mà gọi là nó xuyên tạc đất nước Việt Nam chúng ta. Thì vô tình quen được biết được người bạn này cũng là tương đối rất nhiều năm, 2-3 năm gì rồi đó. Cũng chỉ nói chuyện đơn giản trên Facebook thôi. Nhưng mà những cái câu chuyện trên Facebook nó dẫn đến những câu chuyện ngoài đời thật. Ngoài đời thật là mỗi lần ví dụ như Duy Nguyễn có biến cố gì hay là Duy Nguyễn có một cái sự kiện gì thì cái người bạn này cũng nhắn tin hỏi thăm. Rồi thông qua cái sự kiện mà có một cái biến ngày 14 tháng 12 năm 2020 thì cũng chính người bạn này làm một cái việc nó đơn giản thôi bạn. Đóng gói tập 3 năm cho BBT nhưng không một lần tập luyện. Đóng gói tập 3 năm cho BBT nhưng không một lần tập luyện các bạn. Thì không lẽ bây giờ tự nhiên mình cầm tiền của người ta 3 năm mà vậy nó cũng hơi kỳ. Cái căn bản là cái gì mình không phải cần tiền. Nhưng mà cái này là cái cách chơi của những người bạn trên mạng xã hội. Đó, chơi với mình, họ quý mình. Họ muốn, thông qua một sự khủng hoảng truyền thông như vậy. Cái người bạn này cũng không biết là giúp đỡ BBT như thế nào. Thì các bạn này thôi giờ đóng gói tập 3 năm để khích lệ tinh thần của anh em chiến sĩ THL để cùng với boss Duy Nguyễn vượt qua được cái cơn đại hạn này, nó đã đại loại lắm vậy. Việc làm đó thì thật sự là Duy Nguyễn cũng không biết phải trả lời hay phải trả ơn như thế nào, tại vì tự nhiên giờ bên Mỹ mà bên Washington DC mà tự nhiên giờ đóng gói tập 3 năm để biết năm nào tháng nào về Việt Nam mà tập. Đó nên Duy Nguyễn cũng thôi gửi tặng lại bạn ấy món quà. Kêu là bạn thôi, thật sự lớn tuổi Duy nha các bạn. Hàng bốn mấy rồi đó. Gửi tặng cho bạn ấy món quà thì cũng biết tặng quà gì. Cái người ta thiếu không phải là thiếu tiền, nên tặng một cái gì đó nó chút tình của quê hương. Mà gọi là chút tình của quê hương thì cũng biết tặng cái gì. Thì mình nghĩ rằng một người sống ở nước Mỹ mà họ có tấm lòng với đất nước, với quê hương Việt Nam như vậy đó, thì chắc chắn là cũng chắc là sống đi về về, hay là có bạn bè nào Việt Nam gửi tặng kẹo dừa Bến Tre hay là muối ớt Tây Ninh hay gì đó thì cũng nhiều rồi. Nên Duy Nguyễn tặng bạn ấy những cái phụ kiện của phòng gym, những cái áo THL, những cái áo BBT, những cái đôi giày THL, nói chung là những cái gì mà nó không đáng giá mà nó là của THL thì Duy Nguyễn tặng đóng một cái thùng trà bá lửa vậy nè. Đó, đóng cái thùng trà bá lửa xong rồi dùng cái đơn vị chuyển phát nhanh là DHL, quê phía đất rồi. Nó đi DHL, nó đi rất là nhanh các bạn. Nên cái người bạn nó cũng feedback rằng DHL đi rất là tốt, đi rất là nhanh. Thì trong vòng hình như là 3 ngày đó nhận được hàng. Hàng Mỹ thôi mà đi 3 ngày nhận được hàng nha các bạn. Thì bạn ấy cũng có chụp những tấm hình. Những tấm hình tập ở, không phải là tập mà mặc cái đồ THL vô đứng ngạo nghễ trên bầu trời Washington DC. Đại loại là vậy thôi. Còn một cái việc làm thiết thực nữa là các bạn đó biết là Duy Nguyễn mở ra lớp THL Academy, có những cái học viên PT. Thì đang trong mùa dịch này thì tự nhiên các bạn cái người bạn đó cũng ủng hộ các em học viên của Duy Nguyễn bằng cái gói tập 36 buổi course online. Course online bạn, tức là ngồi dạy qua những cái app, những cái màn hình, nói chung là hôn nhau này nọ, tất cả mọi thứ dùng để dạy online. Đó, dạy online cho bạn này thì cũng rất là cảm ơn tấm lòng của bạn đó để đã ủng hộ cho các người em của Duy Nguyễn trong vấn đề BT này nọ kia. Nói chung là nói nhiều nói dai nói dở thì cũng không thể nào thay được lời cảm ơn, cái lời biết ơn, cũng như là cái ơn gọi là cái ơn tri ngộ. Cái ơn tri ngộ là cái ơn gì, là cái ơn giống như là gặp mặt nhau trong một hoàn cảnh nào đó để có những cái hành động tử tế với nhau, thì cái đó là cái ơn tri ngộ. Nó giống như là cái câu chuyện mà Lưu Bị ba lần tam cố Mao Lư để mời Gia Cát Lượng xuống núi với các bạn. Đó là cái ơn tri ngộ, vì cái ơn tri ngộ của Lưu Bị mà Gia Cát Lượng sau này bỏ cả mạng trong cái vấn đề mà chiến tranh thuộc Hán với Tào Ngụy đó các bạn. Và hôm nay thì Duy Nguyễn nhận được một phần quà từ cũng có tay người bạn đó nữa. Tức là người bạn này cứ tặng quà cho Duy hoài à. Đó, và phần quà này là ship trực tiếp từ bên Mỹ về Việt Nam. Các bạn có đón được đây phần quà gì không ạ? Duy nịch Duy nịch caravat. Cái viết
Đây, một cái phần quà. Tức xíu các em có thể quay cận lại phần quà này. Bây giờ anh chỉ quay sơ sơ thôi. Trụ BBT và CEO BBT THOL Gym Center Duy Nguyễn 702, đúng không? 4G. Duy Nguyễn chưa hiểu cái chữ 4G là cái gì cho các bạn. Cái chữ 4G là cái gì ta? 4G là 4 trụ quá hả? Nó 102 quận 7. Đây đây, bạn cứ quay vô soi những cái ý nghĩa. À, đây là một cái trụ quận 7 nè. Trụ quận 7. Trời ơi, ông lỡ tặng tôi trụ quận 7 xong tặng luôn trụ ba kia đi ba. Trời ơi, ông làm tôi hụt hẳn quá. Trời ơi, nó nhận được phần quà này thích quá à. Trời ơi, tặng luôn ba chủ đi. Trời ơi, mình sẽ trưng trong phòng truyền thống BBT. Ông ăn tật thích pha lê lắm mà. Kim cương mắc không có tiền mua, cái đó mình nói thiệt. Nhưng mà mấy cái pha lê đó gì nó ý nghĩa. Gì hay dùng đó, gì để lên, để lên phòng truyền thống đồ. Nên các bạn tặng quà cho Duy Nguyễn thì bạn đừng tặng quà đắt tiền. Tặng những cái gì nó mang giá trị kỷ niệm là ok, như viên pha lê nè. Là các bạn cứ đi đặt đi kiểu cách gì đó, các bạn tặng trụ, tặng thơ, tặng gì gì tới pha lê đồ. À, đây là cái món quà của một người bạn của Duy Nguyễn tặng đó, bạn mới nhận hôm qua mà cầm này thích. Thì mấy em nhắc anh nha, tới khai trương quận 7 anh sẽ cầm cái này, anh chụp hình. Đó, một trụ BBT quận 7. Đó, con logo BBT đàng hoàng nha. THL gì? Thor Gym Fitness Duy Nguyễn Power quận 7. Đó. Đây, rồi, một lần nữa cảm ơn phần quà của bạn, một người bạn phương xa. Một người bạn phương xa bạn. Đó là cái tình cảm nó còn tốt đẹp hơn rất nhiều so với những người mà từng ăn của mình, chơi của mình xong rồi quay lại cắn mình. Rồi, cuộc đời nó làm vậy đó. Cuộc đời nó có đít và có đớp. Nó có người này và nó có người kia. Xã hội nó cũng vậy, nó có người này, có người kia. Đó, những cái việc mình làm cho xã hội á thì có người ghi nhận, nhưng mà cũng có kẻ phản bác. Ở cái đó là cái cuộc đời. Rất là cảm động trước cái món quà và rất là ý nghĩa của bạn luôn. Rồi, một tình bạn online tốt đẹp mà ha. Khi nào có dịp đi Mỹ thì cố gắng ghé Washington DC để ăn với bạn này miếng bistec. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi chương trình livestream của lộn chương trình vlog của Duy Nguyễn để xem phần quà nhất trụ BBT. Đó, nhớ nhã hàng vô khúc trụ BBT nha mấy em. Rồi, ok. Bye bye. Hay thì mua súp đi ba. Like xe là đương nhiên rồi. Coi chùa hoài.